Đây là anh Nguyễn Giang Trơn và chị Nguyễn Thị Mai cùng ngụ tại ấp 19, xã Phong Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Hai người vốn là hàng xóm láng giềng với nhau, nhưng có thời điểm tưởng chừng như họ không nhìn mặt nhau. Câu chuyện bắt nguồn từ việc đo đạt ranh giới mảnh đất liền kề phía sau vườn nhà của hai gia đình cách đây gần nửa năm. Trong quá trình phân chia phần đất để cắm mốc, giữa anh Trơn và chị Mai đã không tìm được tiếng nói chung, dẫn đến có lời qua tiếng lại, rồi mâu thuẫn suốt một thời gian dài. Khi nghe có vụ tranh chấp giữa hai gia đình, anh Trân và chị Mai, ban chủ nhiệm câu lạc bộ người cựu chiến binh phòng chống tội phạm xã Phong Thạnh đã trực tiếp đến từng nhà anh chị để vận động hòa giải. Bằng kinh nghiệm và uy tín của mình, các chú trong câu lạc bộ đã phân tích thuyết phục hai bên gia đình đừng vì dài tất đất giường mà ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm. Đồng thời, phối hợp cùng địa chính xã tiến hành đo đạt lại phần đất, từ đó mâu thuẫn của cả hai đã được giải quyết ổn thỏa. Bên cựu chiến binh á, đó với anh đầu về xuống lặng giải quyết cặm ganh gấp lào lại thì bây giờ hai bên thống nhất cặm ganh đầu rồi xong hết rồi đó mình cũng đâu có ý kiến gì nữa đâu còn đây là gia đình chú Nguyễn Văn Dũng một cựu chiến binh đang sinh hoạt trong câu lạc bộ người cựu chiến binh phòng chống tội phạm xã Phong Thạnh thị xã Giá Rai gia đình chú vốn thuộc diện hộ nghèo của xã đời sống gặp rất nhiều khó khăn con cái phải đi làm ăn xa nên mọi chi phí sinh hoạt đều dựa vào tiền lương hưu trí của chú những ngày trái gió trở trời, tay chân của người cựu chiến binh cũng không khỏi đau nhức, cuộc sống dứt giả lại càng thêm phần cơ cực. Khi biết được hoàn cảnh gia đình chú Dũng, với tinh thần thương thân thương ấy và cái tình của những người đồng chí, đồng đội, khoảng cuối năm 2019, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ người cựu chiến binh phòng chống tội phạm xã Phong Thạnh đã trích một phần lương hưu đóng góp và xin được nguồn kinh phí từ hội cựu chiến binh tỉnh để hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình chú Dũng mua con giống và làm chuồng trại chăn nuôi dê. Với tính cần cù chịu thương chịu khó, chú Dũng đã đi đến các xã lân cận để tìm mua loại cỏ thích hợp về làm thức ăn cho đàn dê. Nhờ đó mà từ năm con dê giống ban đầu, qua 4 năm, đàn dê đã lên đến 300 con, là nguồn cung cấp thịt cho nhiều điểm chợ trên địa bàn tỉnh. Cuộc sống gia đình người cựu chiến binh này cũng ngày một cải thiện hơn. Tôi thấy cái này cũng cảm ơn là cái chỗ hội và chủ nhiệm là quan tâm đến từ hội viên mà đang gặp khó khăn không có đồng vốn để là chăn nuôi. Vào tháng 4 năm 2016, nhằm chung tay cùng lực lượng công an trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, vi phạm pháp luật ở địa bàn cơ sở, Ủy ban dân xã Phong Thành thị xã Giá Rai đã xây dựng kế hoạch và ra mắt mô hình câu lạc bộ hội cựu chiến binh phòng chống tội phạm. Qua hơn 7 năm hoạt động, câu lạc bộ hội cựu chiến binh phòng chống tội phạm đã thực sự trở thành cánh tay núi dài của lực lượng công an trong xây dựng và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Câu lạc bộ của chứng minh phòng chống tội phạm nhằm để góp phần cùng với chính quyền làm dần làm giảm các cái tai nạn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh thì họ hội cũng tham gia cùng với chính quyền để hòa giải các cái vụ việc tranh chấp trong nội bộ nhân dân.